Ơi, xin chào mọi người. Đây, mình vừa đi vào trong bảo tàng The Blue nha các bạn. Nhưng mà qua trong bảo tàng thì cũng sẽ có soi chiếu an ninh luôn, cho nên mọi người nhớ. Đây, các bạn thấy sau lưng. Wow, bảo tàng đúng là cái kiến trúc quá đẹp, rất là đẹp luôn. Công nhận là kiến trúc của bảo tàng này đẹp thiệt mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây nè. Ở đây là một số tổng cộng là 50 người kia thấy. Wow. Đứng gần lại chút xíu lên đó nha các chị. Ai không nghe rõ mọi người nha. Trời ơi, vô hệ thống cầu thang hoặc là gọi là di chuyển đó mọi người, rất là hiện đại và cái thiết kế cũng rất là đẹp. Đây là lại một cái giếng trời nữa. Đây ở trong này là kim tự tháp khổng lồ, kính khổng lồ. Trong này cái gọi là cái bảo tàng, nhưng mà mình thấy nó rộng y như một cái môn luôn các bạn, y như là một cái môn nuôi sống luôn á, rất là hiện đại, quá hoành tráng, ánh sáng cũng rất là đẹp luôn. Cảm ơn người. Thì bạn vào trong thì sẽ có một cái chỗ quầy thông tin nè, các bạn thấy không? Information. Đây, các bạn sẽ là vào được màu đỏ là tiếng Anh nha, có nhiều màu khác là tiếng của nước khác đó, các bạn ra xem. Còn cái tờ hướng dẫn này là để coi có gì. Đây có thể là những cái địa điểm nha các bạn. Những cái cổ vật quý hiếm và những cái nghệ thuật, những cái đồ nghệ thuật quý hiếm. Đây là cái bản đồ địa điểm nè. Và mình di chuyển lên trên xem thử coi. Đây, cái Time Vision nơi trưng bày nha mọi người. Đây, trước tiên là đã thấy nghệ thuật rồi, ba bức tượng. Một đàn ông, một phụ nữ và một phụ nữ. Young people, có nghĩa là người trẻ là phải đi tham bộ nha. Phụ nữ, người là lớn và trẻ em thì đi bên thang cuốn. Đây, trong tour thì sẽ có hướng dẫn, sẽ có tai nghe, tai phone.
mà mọi người đeo vào sẽ có nhân viên thuyết trình cho mọi người nghe. Đây nghe mấy nghe nhạc đó. Đây. À, đây tôi nghe để hướng nhân viên thuyết trình nha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị công cụ để mình đi vào. Đây mọi người, mình vừa qua cổng sốt vé. Đây tiếp tục mình sẽ di chuyển nè. À, đây là một người đàn ông, một người già đang không bao giờ đói, uống đang uống đó mọi người thấy. I think everybody ăn chưa? Đi bác, muốn đi xin xin em đi đúng không? Đây là di tích lịch sử của lâu năm. Đây là có một người cha đang con bị ông ta đang bị giam trong một đó, các bạn có thấy xiềng xích nè. Qua câu bức tranh câu chuyện này thì người ta nói là bầu sữa là sẽ nuôi tất cả mọi người đó, ai cũng thấy cần bầu sữa mẹ hết, nhưng mà đặc biệt cô này là con gái của ông này nha. Bây giờ mọi người tiếp tục hành trình. À, bây giờ mình đi vào những cái tranh loại những cổ vật. Chắc chị ơi, mình vào đây coi cái hình nha. Nhìn nha. Đây là... Voilà, this is the Louvre. One minute is going to start again. It's very short. It will give you an explanation for the history of the Louvre. Và mình đi sát sát gần đây, chúng ta sẽ nhìn bắt đầu cái sự hình thành của cái bảo tàng Louvre như thế nào nha. Từ từ là các chị. Đây bắt đầu chúng ta từ đầu này. Này mới về gì đấy nhá, các chị sẽ bắt đầu thấy nó đầu tiên nó được xây dựng như thế nào. Cái hình chúng ta thấy cái này chuẩn bị. Đây quá trình hình thành thư viện luôn đó. Đây là the Louvre now. Bây giờ là Louvre là như thế này nha. Đó, có hai cái kim tự tháp đó. Rồi mà đây mọi người, đây là cái lịch sử hình thành của thư viện bảo tàng Louvre này. Đây năm 1200 thì bắt đầu nó sẽ có một cái nền móng rồi. Đây là tới năm 1586 thì nó đã hình thành ra một số công trình. 1200 đến năm 1789 thì là các công trình chính thì nó cũng đã giống như là gần hoàn thành rồi. Và sau đó gần 100 năm thì 1870 thì nó lại hình thành thêm những cái công trình mới. Đây là ngày nay. Đây là cái bảo tàng ngày nay. Cùng cái bảo tàng ngày nay thì nó có thêm công trình mấy cái kim tự tháp bằng kính. Nó đã xây dựng 30 năm rồi. Mình tiếp tục hành trình đi vào bảo tàng nha mọi người. Đây, bạn nào xem clip này mà thấy chán thì cũng nên tắt đi chứ mình cũng đang chán lắm rồi nè. Cố gắng đi chứ ở đây thì lịch sử như nhưng mà mình cũng sẽ quay hết cho các bạn xem, đoạn nào muốn xem thì phải xem nha. Tại vì đi bảo tàng thì nó liên quan tới nghệ thuật nhiều á mọi người. Mà nghệ thuật thì ai yêu thích nghệ thuật thì mới hứng thú được. Tiếp tục đi lên cầu thang. Mọi người tiếp tục đi vào cái sảnh chính của trưng bày những cái bức tượng này là giống như La Mã cổ đại á mọi người. Đây. Những bức tượng từ đây là tượng của những nữ thần. Rất là nghệ thuật luôn. Cả ngàn năm mà có thể tạo nên những cái bức tượng này thì mình nói là rất là nghệ thuật.
đây tượng của nữ thần săn bắn trong thần thoại Hy Lạp, thần mặt trời. Đây là chị em sinh đôi với thần Apollo, thần mặt trời. Cho nên bây giờ người ta có làm cái sản phẩm có cánh cho các chị em, là cái gì đó có cánh. Đây là nữ thần Dana. Dana trong một cái tiếng nào đó nó có nghĩa là mặt trăng. Đây là tượng đã rất là cả ngàn năm rồi đó, hàng ngàn năm, tượng của La Mã cổ đại trong thần và trong những bức tượng trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng mà có nhiều người lại muốn thách thức vị thần này, cho nên là cuối cùng là họ thi đấu và kết cục là những người thi đấu. Nghệ thuật luôn, những hàng ngàn năm và mỗi bức tượng là một câu chuyện riêng, mỗi bức tượng là sẽ có một cái điển tích riêng mọi người, nhưng mà đa số nó sẽ nằm trong thần thoại Hy Lạp hết. Đây 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 là bức tượng của một nhân mã. Thiên thần đang ở cưỡi trên lưng của một nhân mã. Nhân mã. Đây. Một bức tượng rất là hấp dẫn. Đây. Đúng không? Đúng. À, đây là đây là hồn bướm mà sát sâu nha các bạn. Đây là bức tượng mà đã nói là hàng ngàn năm trước là đã có cái này. Bên Thái có đây mà, bên Thái mà. Bởi vậy mình thấy là nghệ thuật nó đã đi hàng ngàn năm rồi mọi người. Đó, các bạn thấy. Sao hồi xưa nó có súng vậy ta? Một cô gái thân hình rất đẹp nhưng mà thân xác là của con trai. Thần thánh là các bạn. Mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá bảo tàng luôn nha. Ồ, mình nói thiệt, bảo tàng rất là rộng luôn mọi người. Rất là rộng và rất là lớn. Đây lại là một bức tượng đặc biệt nữa. Đây là tượng của một nữ thần nha mọi người. Chắc là mọi người, rất là nhiều bạn đã thấy được cái tượng này rồi, nhưng mà không biết cái tượng này là tượng gì. Đây là tượng nữ thần Venus các bạn, nữ thần vệ nữ nha. Chắc chắn mọi người đã nhiều lần thấy cái tượng này rồi, nhưng mà chưa biết ai thôi. Thần vệ nữ nha. Thì đây là nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Tình yêu và sắc đẹp nha mọi người. Và người này cũng chính là cái người đã quá đẹp. Thấy quá đẹp. Rồi, lại tiếp tục hành trình. Những mẫu vật và những bức tượng hàng thế kỷ rồi, ngàn năm luôn. Anh ở thần thoại Hy Lạp. Đây các bạn thấy mái vòm quá đẹp luôn. Nó cái không có công trình kiến trúc nào mà đẹp ghê. Quá đẹp.
Đây, tiếp tục đi lên một đường sâu thẳm. Let's go, Uchi de Mona Lisa. À, nhân vật chính của buổi ngày hôm nay là vẫn chưa xuất hiện nha, đó là bức tranh của nàng Mona Lisa. Đó, đó là một trong những cái điểm thu hút rất đáng chú ý của cái bảo tàng này đó. À, mình cũng rất là nôn đây, đường lên tượng của Mona Lisa. Có lộn tranh của Mona Lisa nha. Mình nói thiệt đi rất là mệt mọi người. Quá là rộng luôn. Cái bảo tàng quá là rộng. Các bạn có thể thấy nè. Trời ơi. Đi mà hết cầu thang này cầu thang khác. Còn bên đây là hàng xém rớt luôn bạn. Đi xém rớt luôn. Đó, đây là hàng ngàn bức tượng ở sau lưng nữa. Rất là nhiều. Rất là mệt luôn á. Rất là rộng. Ê, chào mọi người. Đây là bức tượng của nữ thần chiến thắng. Nhưng mà này là được tìm ra cũng đã hàng trăm năm rồi. Nhưng mà tất nhiên là không thể đầy đủ các chi tiết được. Nên là không có đầu nha. À, đây theo mình biết thì anh dẫn tour thì anh nói đây là nguồn gốc mà của cái tên đây. Tiếp theo là khu trưng bày tranh nè mọi người. Đó, những cái tranh cổ có niên đại đến hàng ngàn năm, hàng trăm đến hàng ngàn năm luôn. Và quan trọng nhất là đang đi đến bức tranh của nàng Mona Lisa, bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Khu vực là sẽ có một cái kiến trúc khác nhau tương ứng với là cái chủ đề nha, chủ đề của cái khu trưng bày đó. Rất là nhiều bức tranh. Đây. Các bạn nghe tiếng giống như tiếng mưa đúng không? Nhưng mà không phải, đó là cái tiếng gỗ mà lâu năm á, bạn nó bị bong ở dưới á. Các bạn đi sẽ kêu tiếng ọt ẹt ọt ẹt. Mình nghe nãy tưởng mưa. Đây. Các bạn nhìn nè, giống một cái đại lộ luôn á mọi người. Thật sự là rộng luôn á, rất là rộng. Đây các bạn cũng xem đi. Ý như một cái đại lộ. Hai bên sẽ trưng bày tranh nhé. Quá mệt mỏi. Mà công nhận bảo tàng nó bự thiệt mọi người ơi, quá rộng. Quá rộng. Ai, một đoàn khách nước ngoài. Ai, mọi người đang tiến vào bên trong đường để xem bức tranh của Mona Lisa. Đây là cái gì đấy?
tiến lại. Đây, thì trưng bày bức tượng để các bạn biết là nó nằm ở bảo tàng vậy thôi, thực ra là mình cũng biết là nó phải là bức tranh thật hay không, như là bức tranh thật nó đã được cất ở đâu rồi các bạn. Bức tranh này trên thế giới thì nó cũng đã trải qua là mấy lần mất rồi. Nó khoảng cách rất là xa nha, nó không cho mình tiến lại gần đâu. Đó, chỉ là đứng cách khoảng đây khoảng tầm mười mấy mét đó các bạn. Đây. Mọi người xem nha. Đó, thấy bức tranh đang mỉm cười với mình không? Sau khi thăm bức tranh của nàng Mona Lisa thì mình sẽ đến một khu vực khác. Đây các bạn. Quá đẹp. Đây các bạn thấy. Không gian rất là đẹp và rất là huyền bí luôn. Có những bức tranh đẹp lắm các bạn. Đây, mình sẽ quay kiến trúc mái vòm. Nhiều bức tranh đẹp. Ồ, đây có những cái bức tranh khổng lồ, nói là những bức tranh khổng lồ. Đây. Bạn nào mà biết những bức tranh này ý nghĩa gì sẽ comment cho mình biết nha. Chứ nhiều quá mình bức tranh không hết nổi các bạn ơi. Ô bức tranh quá bự. Napoleon. Napoleon, Napoleon. Quá hình tráng. Quá hình tráng. À, chào mọi người. Thì bây giờ cũng đã gần kết thúc cái hành trình tour để tham quan cái bảo tàng The Louvre. Rồi, bây giờ mình cùng đi tiếp. Rồi, giờ đi xuống cầu thang nữa là quần ra ngoài là gần kết thúc hành trình rồi mọi người. Hey, bà kia khỏe không? Mình lại quay, sau khi đi một vòng thì mình lại quay về cái chỗ những bức tượng mà của La Mã cổ đại nè. Đó, thêm nhiều bức tượng.
hai bức tượng giống như một cặp nam nữ đang khiêu vũ. Đó, các bạn thấy rất là nghệ thuật nha, rất là nghệ thuật. Khiêu vũ, chính là khiêu vũ. Cuối cùng mình đã ra ngoài, kết thúc hành trình tham quan bảo tàng The Louvre. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người nha. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều clip nữa nha mọi người. Xin chào tạm biệt. Nhớ like, share, đăng ký kênh để mình làm thêm nhiều clip nữa cho các bạn xem nha. Bye bye, tạm biệt mọi người.